Chào các bạn. Chúng ta cùng xét bài toán nghiệm nguyên sau. Tìm số nguyên x lớn nhất để x trên 1 trừ 2x bình phương cũng là số nguyên. Để x chia 1 đến 2x bình phương là số nguyên thì x chia hết cho 1 đến 2x bình phương. Do đó x bình phương chia hết cho 1 đến 2x bình phương. Suy ra 2 ít bình phương chia hết cho 1 đến 2 ít bình phương. suy ra 2x bình phương chia hết cho 1 đến 2x bình phương. Hay... Hay, 1 đến 2 ít bình phương, 1 chia hết cho 1 đến 2 ít bình. Ừ? Từ đó, 1 chia hết cho 1 đến 2 ít bình. Nghĩa là 1 đến 2 ít bình là ước của 1. Nếu 1 đến 2 ít bình 1 ta suy ra 2 ít bình 0 và ít 0. Ừ. Nếu 1 đến 2 ít bình một ta suy ra 2x bình 2 hay x bình bằng một. Suy ra x một hoặc x một. Vậy số nguyên lớn nhất thỏa mãn bài toán là x một.